Lâm Thái xin kính chào quý vị. Hôm nay là món bò xào tiêu đen. Bò xào tiêu đen á là mình đi chợ mua cái flank steak, à, một miếng vậy đúng không? Một miếng vậy á, mình xắt ra từng miếng vậy. Đó, mình xắt ra từng miếng. Một cái flank steak á, mình mua về mình cắt lớn chút xíu, lớn nhỏ để tùy thích đúng không? Mình xắt gọi về thôi. Đó, một miếng lớn vậy nè. Mình xắt đó. Sau đó mình sau đó mình lấy cái mình đi chợ mua cái này này, mình đập cái đập hai bên nhẹ nhẹ thôi, đó đập. Mình lấy cái bên này này, bên này đập nhẹ nhẹ thôi, cũng có đập này. Đây là một hao thịt bò, sau đó đây là nửa nửa muỗng, hay là 1/3 muỗng cà phê bột, baking soda, là nửa muỗng hoặc là 1/3 muỗng cà phê. Baking soda đây là hai ao nước mình trộn vào cái baking soda, sau đó mình trộn vào đây. Trộn vào đây để ướp khoảng 15 phút. Ướp khoảng 15 phút. 15 phút hoặc nửa tiếng. Để nó tại sao cho baking soda để cái thịt bò nó mềm. Thì nó mềm thôi. Để ướp khoảng 15 phút tới nửa tiếng. Bây giờ cái thịt bò này mình đã cho baking soda pha nước. Mình ướp khoảng 20 phút rồi này. Sau đó đây là một quả trứng, một quả trứng. Đây là nửa muỗng cà phê bột tỏi, thích thì cho, không thích thì thôi. Đây nửa muỗng cà phê bột tỏi mình trộn đều. Đây là bột khoai tây, potato starch hoặc là bột năng tùy theo cái gì. Còn nhà hàng thì thích xài bột khoai tây. Sau khi mình trộn đều, mình bắt chảo nóng cho dò vào chảo mình chiên cho nó giòn thôi. Cho chút bột. Sau đó là mình trộn dò đây, mình cho chút dầu ăn vào cho nó để thôi. Rồi bây giờ mình bắt chảo nóng cho dò vào chảo chiên. Bây giờ mình bắt chảo nóng này, cho cái thịt bò vào chảo chiên. Chiên khoảng 80% thôi, không cần chín 100% đúng không? Chín. Cái lửa vừa vừa thôi đó, nhưng mình vẫn mình chiên tích á, đó mình chiên mỗi lần vừa từ đó tới chiên chiếm khoảng 80% thôi. Sau đó mình lấy ra. Có nhiều người thì cho vào dầu chiên hoặc là thì cần thái là thích chiên như vậy, nó thơm hơn, cái thịt bò rất là thơm. Đó để được rồi, để dễ được rồi. Bây giờ mình múc ra cái cốc ra. Đây là mình bắt chảo nước sôi, rồi sau đó cho chút bông cải vào lột. Lột khoảng 2 phút thôi được rồi, đừng có chín quá, chín thì nó mềm đi.
khoảng 70% là được rồi. Bây mình là khoảng 2 phút rồi. Mình bước ra đây. Đây cái nguyên liệu xào cái thịt bò tiêu đen á, thì cái này là ức trái xanh này, mình xắt ra sợi đỏ này, mình xắt ra từng sợi. Đây là củ hành này, tây này, mình xắt ra sợi thôi, đúng không? Tiêu đen là nó, mình là dùng cái tiêu đen lớn chút xíu, hột lớn chút xíu. Đây là cái công thức này, đó 1/4 muỗng cà phê muối hoặc 1/3 muỗng cà phê muối, tùy theo quý vị. Đây là 1 muỗng cà phê bột nêm gà, là 3 muỗng rưỡi đường cát, 1 muỗng cà phê dầu hào hoặc tới 1 muỗng rưỡi cà phê dầu hào, tùy theo khẩu vị của vị. 1 muỗng cà phê xì dầu nhẹ, 1/4 muỗng xì dầu đen để nó lấy màu thôi. Bây giờ mình bắt chảo nóng. Đây là 8 ao nước đèo gà, 8 ao nước đèo gà. Dạ. Bây giờ mình bắt chảo nóng cho vào xào. Bây giờ mình bắt chảo nóng này, cho chút xíu dầu vào. Đây là hành tây sưởi. Mình phi cho nó thơm. Đây là một chút xíu tỏi tươi để nó chi cho nó thơm. Sau đó là 8 ao nước đèo đổ xuống. Thịt bò đổ xuống. Đây là 1/4 muỗng muối này, 3 muỗng cà phê đường này, 1 muỗng cà phê bột nêm gà này, tiêu đen này, 1 muỗng cà phê dầu hào tới 1 muỗng rưỡi cà phê dầu hào này, 1 muỗng cà phê xì dầu nhẹ này, 1/4 muỗng cà phê xì dầu đen. Mình để lấy màu thôi. Mình chuẩn bị đem nấu sôi lên. Dễ thôi, đơn giản dễ làm. Không cần bí quyết, ai cũng làm được. Mình đi ăn nhà hàng người Hoa thì đa số nhà hàng người Hoa, nhà hàng nào cũng có cái món này. Khi mà sôi rồi mình cho cái đây là bột khoai tây, tốt hơn bột năng. Bột khoai tây á, mình nấu ra để nửa tiếng sau, 1 tiếng sau nó không chảy nước, không bị chảy nước. Mình cho chút xíu thôi, đó, thấy chưa? Cái món này nhìn vô nó rất là hấp dẫn. Món này nhìn vô rất là hấp dẫn. Cho chút xíu dầu mè. 1/4 muỗng cà phê dầu mè rồi. Vậy thôi. Sau đó mình đổ vào đây. Thịt bò xào món. Tiêu đen. Đó, thịt bò xào món tiêu đen. Thịt bò xào món tiêu đen này. Nhìn vô nó rất là hấp dẫn. Thịt bò xào món tiêu đen. Cái món này á, đơn giản lắm. Mình mua thịt bò về flank steak. Đây là mình, đó là cải, bông cải mình lột lên khoảng 2 phút thôi, đừng có chín quá. Vừa chín 70 tới 75% thôi là nó được rồi, đừng có chín quá nó giòn. Đó là món thịt bò xào tương đen. Không cần bí quyết, ai cũng làm được. Nếu quý vị thích cái món này, xin vui lòng bấm kêu hoặc đăng ký cho Lâm Thái. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Tiến Sắp Cooking của Lâm Thái. Không cần bí quyết, ai cũng làm món thịt bò xào tiêu đen.